Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là NTG Liên Quân đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một bị tướng AoE trong mùa 17 đấy nhá. Đó hay còn cái tên gọi khác là AoE, đó tùy anh em đọc thôi. Đó AoE hậu duệ thần long, một cái vị tướng sát thủ cực kỳ là mạnh. Và cũng như bao nhiêu vị tướng mới ra mắt, đó mình làm thì mình cũng luôn để những cái lối trang bị phù hiệu bảng ngọc ở đầu video nhá. Đó để có thể anh em dễ tham khảo hơn. Đó thì về đầu tiên với lối trang bị vị tướng AoE, mình sẽ dùng cái vị tướng AoE là cái kiếm chiồn hoặc là dìu Leviathan. Đó tùy anh em nào mới chơi thì có thể lên cái dìu Leviathan, đó múa nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đó về các slot sau thì đó chính là cái thương xuyên phá này, thành kiếm này, phù hợp kiếm và liềm đoạt mệnh. Và anh em thay đổi bằng giáp hộ mệnh thì mình thấy cũng rất là ổn dành cho vị tướng ngao ai này. Đó và sau lối trang bị thì chúng ta sẽ đến với cái phù hiệu của vị tướng ngao ai. Đó thì về lối phù hiệu vị tướng ngao ai thì mình nghĩ là chúng ta cũng dùng như của các vị tướng sát thủ khác thôi. Đó đâu nhỉ, ngao ai đây rồi. Đó thì về cái lối phù hiệu đầu tiên đó chính là cái dư ảnh. Tiếp tục là cường công, thứ ba là ma chú và hai lối phiêu phụ, đó chính là tương phản và xuyên tâm. Hoặc lấy anh em nào mà thích chơi cái lối chơi nhiều sát thương, đó thì có thể chơi là hồi máu siêu tốc và thợ săn nha. Tiếp đến sau lối phiêu đó chính là cái lối bảng ngọc của vị tướng ngao ai này. Đó thì thật ra nhé, cái bảng ngọc này mình đã test rất là nhiều rồi. Đó từ máy chủ thử nghiệm sang máy chủ chính thức. Và bây giờ ở máy chủ chính thức rồi thì mình nghĩ là chúng ta lên dùng bảng ngọc tốc đánh cho vị tướng ngao ai này. Đó thì sẽ là hợp lý nhất. Với ngọc đỏ tốc đánh tại chí mạng, ngọc tím hút máu và ngọc xanh trên giáp. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một trận đấu để xem một lối gameplay của vị tướng AoE này nhé. Và đến với cái trận đấu ngày hôm nay, đó thì là vẫn là một cái vị trí ưa thích của vị tướng AoE này. Đó chính là cái vị trí đi rừng. Đó về cái cách farm rừng thì bây giờ chúng ta sẽ đến luôn với phần hướng dẫn nhé. Đó thật ra là cái vị tướng AoE này mình cũng muốn làm từ sớm nhất rồi. Nhưng mà cái vị tướng AoE này thì nó ra gần vào hôm Tết. Đó thế nên mình cũng rất là bận, đó chưa có thời gian làm được. Thế nên hôm nay thì có thời gian rồi thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết anh em về cái vị tướng ngao ai này. Đó thì cách farm rừng anh em để ý cho mình này. Đó đầu trận chúng ta lên cái chiêu một trước. Và sau khi ăn quái rừng anh em lưu cho mình là mỗi lần cái vị tướng ngao ai là chém cái lần tích lội tại đỏ thì chúng ta sẽ phải dùng chiêu một trước, đó xong mới chém cái lần đỏ ấy nhá. Đó dùng chiêu một này, chém lần đỏ xong lại hồi chiêu một cho mình. Đó rất là mạnh luôn. Khi anh em sử dụng như thế thì nó có thể rút ngắn cái quãng thời gian của chúng ta farm đi khá là nhiều. Đó và đó là cái mẹo đầu tiên, đó để có thể giúp anh em đi rừng khá là nhanh. Đó và đến cái mẹo thứ hai, đó chính là một cái mẹo quan trọng nhất của vị tướng AoE rồi. Đó chính là cách bay nhảy, đó làm sao để có thể bay cái vị tướng AoE này mượt nhất có thể. Đó thì thật ra bay cái vị tướng AoE này thì nó cũng không phải là một sớm một chiều mà chúng ta có thể thành thạo được. Mà chúng ta phải cần một quãng thời gian mình nghĩ là luyện tập tầm khoảng chục trận. Đó thì anh em mới có thể bay dễ dàng được. Chứ còn mới trận đầu mà anh em tập ý thì cũng có vẻ hơi fail. Nhưng mà nếu chúng ta tập quen rồi thì cái vị tướng AoE này mình nghĩ sẽ là một cái vị tướng cực kỳ là mạnh. Đó để anh em có thể vác vào leo danh được nhá. Đó mà mình nghĩ là trong cái danh mùa này thì mình nghĩ cũng chưa thể chơi được cái vị tướng AoE đâu. Đó tại vì đi danh thì mình cũng cấm suốt anh ạ. Đó và cái tần xuất hiện trong danh của vị tướng AoE cũng rất là thấp. Đó và một cái pha ganh đầu trận nhẹ vị tướng Văn Heo này. Đó khá là thơm nha. Anh em thấy chưa, ganh nó rất là nhẹ nhàng thôi. Đó làm choáng có và sát thương cũng có luôn đến cái từ cái vị tướng AoE này. Và nói sơ qua về một cái số điểm mạnh của vị tướng AoE này thì nhiều anh em mới chơi thì cũng có comment với mình. Đó bảo là cái vị tướng AoE này thì theo quan điểm là thấy hơi ít khống chế. Nhưng mà đó là anh em chưa sử dụng đúng cách cái vị tướng AoE thôi. Đó thật ra cái vị tướng AoE chúng ta không phải là không có khống chế nha, mà là cũng có nhưng mà không nhiều. Đó đến từ cái chiêu 2. Đó anh em nhìn này, móc xích vào tướng địch. Ui nghe thanh niên Văn Heo đã làm choáng rồi. Đó anh em thấy chưa, mỗi lần chúng ta va chạm chiêu 2 người tướng địch thì sẽ làm một lần làm khống chế vào tướng địch. Đó cũng là cái tiền đề có thể giúp chúng ta đi gank thành công. Đó lên trong cái quá trình mà chúng ta chơi vị tướng AoE mà đi gank thì anh em muốn gank được thì đầu tiên chúng ta phải làm thế nào để cái chiêu 2 này có thể tấn công một người đối phương thì chúng ta mới có thể gank chúng được nha. Giỏi đây của Tu Len này, không biết chạy không nhỉ? Ui cái khả năng là không chạy được rồi. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái cơ chế bay của vị tướng AoE. Đó để làm sao mà mình sẽ hướng dẫn anh em một cái cách người ta gọi là dễ nhất. Đó để anh em nào cũng có thể khi xem xong video này thì cũng có thể dùng được cái chiêu 2 dễ dàng nhá. Đó thì về cái chiêu 2 của tướng AoE có tên là Long Chảo. Đó thì cái chiêu này nó sẽ có 3 cơ chế. Đó thứ nhất là anh em ghi vào tường này. Đó chúng ta lướt tay sang bên trái thì nó sẽ lộn một vòng sang bên trái. Đó nếu chúng ta lướt tay bên phải đó thì nó sẽ lộn một vòng sang bên trái. Và nếu chúng ta lướt thẳng đằng trước thì nó sẽ lao ra đằng trước nha. Đó thì đơn giản thì nó sẽ là 3 cơ chế đấy để giúp chúng ta bay. Và trong quá trình bay thì nó lại sẽ tiếp tục có những cái thêm một cái cơ chế đặc biệt. Có nghĩa là nó sẽ liên kết với chiêu 1. Đó mà trong quá trình bay nhá, mà anh em muốn dừng lại thì nó sẽ có hai cách dừng. Thứ nhất là anh em dùng cái chiêu 1 lên một cái vùng nhất định, đó kiểu như tấn công kẻ thù, đó thì nó cũng có thể dừng lại. Hoặc thứ hai cái cách dễ nhất mà đỡ tốn năng lượng,
À quên, đỡ tốn năng lượng mà đỡ tốn chiêu thì chúng ta thả tay ra, đó thì cái vị tướng Ngao Y chúng ta sẽ tự dừng nha. Đó là những cái cách bay người ta gọi là cực kỳ dễ cho vị tướng Ngao Y rồi. Đó, tu len có vẻ hơi máu liều nhỉ. Rồi chúng ta sẽ rút về rừng ban cái con bùa này thôi. Đó, trong những cái pha như này thì khi cứ chiêu đó thả tay ra được anh ạ. Hoặc chúng ta có thể ấn đánh thường một cái thì vị tướng Ngao Y nó sẽ nhảy từ dây ra đánh thường. Đó, nó cũng khá là tốt nhé. Đó, nhảy ra đánh thường này, đó không phải dùng chiêu 1. Đó, chẳng qua trong tình huống dùng chiêu 1 thì khi chúng ta gặp con mồi thì lao vào thì dùng chiêu 1 nó mới ok thôi. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ ganh nhẹ vị tướng Văn Heo bám lên tường này. Đó, nhảy chiêu 1 ra, Văn Heo đã dùng cho mình cái quả cầu băng xương nhá. Và cào nhẹ thêm phát lửa, Văn Heo đã phải lên bảng điểm số rồi. Và đây có bò rai, người ta đã quyết định bật cho mình cái ulti để cản lại sát thương. Nhưng liệu rằng ulti là kịp không nhỉ? Khả năng sẽ là không kịp rồi. Và bây giờ sẽ là tiếp tục đến cách bay lưng cao vị tướng Ngao Y. Đó thì cách bay lưng cao này thì có gì tí nữa một cái trận trước của mình. Đó, mình có dùng khá là nhiều thì có gì mình sẽ ghép cái highlight mình để đầu video nha. Đó thì cách bay đấy có nghĩa là cái cách bay anh em bám vào một cái tường này. Đó, xong chúng ta lại tiếp tục bám vào một cái tường khác đó để di chuyển. Đó thì cái cách bay người ta gọi là mắc vinh của vị tướng Ngao Y rồi. Đó, có thể đi một cái quãng đường khá là xa và hầu như săn bắt những kẻ địch mà ít máu ấy, đó khá là tốt nha. Rồi anh em ơi, lùi một tí đi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại farm ạ. Đó, và đường trên này đã có radar đã đạo từ mắc và lao vào ăn được vị trí của vị tướng Zephyr. Và bây giờ thì ở đây Lavi đã đẩy xong cái trụ. Đó, khá là thơm rồi nha. Đó, và về cái bảng ngọc ngém này của mình giống với vị tướng Ngao Y thì cái ngọc của mình thì mình test qua vài trận của vị tướng Ngao Y rồi. Mình thấy cái vị tướng Ngao Y nhá, nó dùng ngọc sát thương chí mạng đó, hay tỷ lệ chí mạng hoặc là công một lý sinh giác, đó mình thấy không ổn. Đó, thế vì tốc đánh của vị tướng Ngao Y trong giai đoạn đầu trận nó cực kỳ là ít thôi anh ạ. Đó, thế nên khi chơi thì mình nghĩ là chúng ta nên dùng là cái ngọc tốc đánh và tỷ chí mạng, thì mình nghĩ là khi chơi nó sẽ farm sẽ được ổn định hơn rất là nhiều. Chứ còn anh em mà dùng cái ngọc sát thương chí mạng này hay là cái ngọc công một lý sinh giác, đó mình thấy là nó farm cực kỳ là chậm luôn. Đó là theo quan điểm cá nhân của mình, đó sau khi test qua rất là nhiều trận, đó ở cả máy chủ chính thức và cả máy chủ thử nghiệm rồi nhá. Đó, các anh em nào nếu có bảng ngọc khác được mạnh hơn hoặc là có lối chơi khác hay hơn thì cũng có thể góp ý cho mình dưới phần comment của video rồi nhá. Và vì đây cũng là vị tướng mới ra của Liên Quân anh ạ, đó thế nên mình cũng nói chi tiết về bộ kỹ năng của vị tướng Ngao Y nhá. À, từ ở góc tường này đẹp đấy anh em ơi. Đó, sẽ dùng cái cách bay lưng cao, đó bám vào tường lại tiếp tục bám vào tường, đó anh em thấy chưa, lướt cực kỳ là xa luôn. Đó thì về cái nội tại của vị tướng Ngao Y này có tên là Long Lực, thì cái nội tại sẽ cho phép là sau khi chúng ta dùng chiêu thức bất kỳ chiêu 1 hay chiêu 2, đó thì sẽ tích ấn cho vị tướng Ngao Y này một cái điểm người ta gọi là gì nhỉ, điểm nội tại. Đó, sau khi khoảng 4 đến 5 lần nội tại thì chúng ta sẽ một cái phát đánh người ta gọi là auto chí mạng, và đồng thời giúp chiêu 1, chiêu 2 chúng ta hồi y là 3 giây nhé. Và ở đây có vị tướng Tu Len này, đó cào cấu ulti và hạ được Tu Len. Rồi pha này chắc chạy rồi. Rồi thì nói tiếp đến bộ kỹ năng vị tướng Ngao Y này, à Ngao Y hay Ngao Y được nhá. Đó thì vài cái chiêu 1 của vị tướng Ngao Y có tên là Long Trảm, thì cái chiêu này vị tướng Ngao Y sẽ quẹt ra một đường sát thương này và cũng tích cho mình một nội tại. Đó, và những cái điểm nội tại nó sẽ giúp đoàn đánh thưởng vị tướng Ngao Y có thêm sát thương và có thêm hút máu nhá. Đó, và đến chiêu 2 thì Long Trảm như đầu clip mình đã nói rồi, nó có thể giúp chúng ta bay lượn khá là tốt và cũng tích cho chúng ta một điểm nội tại. Và về cuối cùng, ulti của vị tướng Ngao Y này thì đó chính là Long Diệt, thì vị tướng Ngao Y sẽ bước vào trạng thái miễn nhiễm khống chế và bay lên trời, đó gây sát thương dưới mặt đất và lùi lại một bước. Đó, lên cái chiêu này chúng ta sẽ dùng cho những cái trường hợp mà chúng ta kiểu như là gì nhỉ, còn ít máu mà muốn chạy hoặc là muốn outplay, đó thì nó sẽ rất là tốt dành cho vị tướng Ngao Y nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chơi chiến thuật đẩy trụ thôi nhá. Chứ còn bây giờ mà bay vào đội team bạn thì cũng khá là khó, tại vì bây giờ cái vị tướng Ngao Y này thì nó cũng ra mắt bản chính thức rồi, bây giờ nó không phải mạnh như máy chủ thử nghiệm. Đó, máy chủ thử nghiệm thì mình lao vào cân 3, cân 4 là ok thôi, mà máy chủ chính thức thì khi anh em chơi thì anh em chỉ dừng lại cái lối là cân 2 nha, chứ hạn chế bay vào những cái pha mà kiểu có 3 thành viên team địch ấy, đó thì mình nghĩ cũng khá là nguy hiểm cho vị tướng Ngao Y này. Đó, kiểu anh em mà bay vào mà căn không kịp sát thương thì người lên bảng đánh số chính là chúng ta nhé. Rồi chạy tí thôi, Văn Heo bắn gì mà gắt vậy. Rồi dùng ulti rút lui, nó vừa tấn công vừa rút lui khá là nhuần nhuyễn luôn anh ạ. Đó, và về cái lối trang bị ngày hôm nay của mình, đó thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích rõ hơn trong video rồi nhá. Đó thì đầu clip mình chỉ để đấy kiểu như người ta gọi gì nhỉ, nói qua thôi anh ạ, tại vì thời gian một cái video thì nó cũng không thể quá là dài để chúng ta có thể nói chi tiết từ đầu được. Đó nên bây giờ chúng ta sẽ giải thích chi tiết về cái lối trang bị vị tướng Ngao Y này. Đó thì như đầu trận thì nếu anh em nào mà đánh tốt rồi thì có thể lên kiếm chùa luôn được, và anh em nào mới tập chơi thì mình nghĩ
tập chơi lên cái kiểu đồ dìu ấy, đó thì sẽ hợp hơn vị từ Ngao Y rất là nhiều. Thôi, tôi bình tĩnh nha. Ở trại rồi nha, mấy thằng này vánh cục xốp quá. Đó, và đến cái slot thứ hai đó chính là cái dề kiên cường. Slot thứ ba chính là cái thương xuyên phá này. Slot thứ bốn thì đó chính là cái phương hợp kiếm. Và slot thứ năm đó chính là thanh kiếm. Đó, đến đây thì nhờ anh em thì lão cũng bảo là cái vị tướng này có cái sát thương chín mạng. À quên, cái tỉa chí mạng đến từ cái chiêu đòn đánh cam đấy. Thì cần gì lên cái thanh kiếm. Mà mình nghĩ là cái vị tướng Ngao Y này thì nó không giống như cái vị tướng Quilen hay là vị tướng Eosu. Đó, nếu anh em biết đến những vị tướng Quilen, Eosu, chúng ta có lên 100 hay 1000 tỷ lệ chí mạng thì nó vẫn không bao giờ ra chí mạng được. Rồi, từ từ nha, chúng ta sẽ săn thanh niên văn heo này. Có vẻ thanh niên mình cấu khá là thốn rồi anh em. Đó, chém chém này, hồi máu khá là tốt nha. Đó, tại vì cái vị tướng Quilen thì nó ra chí mạng chỉ ra đằng sau thôi, đằng trước thì không bao giờ ra. Đó, vị tướng Eosu thì chắc hẳn nó không bao giờ ra chí mạng rồi. Nhưng mà vị tướng Quy này thì có đắc ân là cái nội tại đỏ đỏ này có thể ra chí mạng. Nhưng mà những cái đòn đánh thương bổ sung của vị tướng Ngao Y này thì cũng có thể ra chí mạng. Đó, lên khi chơi thì chúng ta lên cái thanh kiếm thì thứ nhất nó vừa tăng cho chúng ta sát thương chí mạng từ cái nội tại đỏ đỏ đấy. Đó, vừa có thể kèm theo những đòn đánh chí mạng và những đòn đánh thương. Đó thì mình thấy cũng khá là ổn nhá. Đó, đến slot cuối cùng thì đó chính là cái liềm đoạt mệnh hoặc là cái áo choàng hồi sinh, đó tùy anh em chọn thôi. Đó, mà mình nghĩ là cái liềm đoạt mệnh nó sẽ tăng khả năng cơ động vị tướng Ngao Y. Đó, kiểu như bị gần hết máu rồi mà vẫn leo được tường thì vẫn chạy được. Chứ còn giáp hồi sinh nó bị khựng lại một tí thì mình nghĩ nó sẽ không tốt bằng cái liềm đoạt mệnh nhá. Đó, thì pha này chúng ta sẽ tiếp tục tấn công thì mình tìm bạn. Và ở đây có Bright này và có cả Tulen. Bởi nhiên này đánh khá là rát nhờ. Đó, ok, chip bậc kill luôn nha. Đó, cực kỳ là thơm rồi. Cuối cùng, và cái mẹo chơi của vị tướng Ngao Y này là một cái mẹo chơi mình thấy là khá là tốt. Đó, như anh em nào mà chơi vị tướng Ngao Y, nếu anh em mà lên cái ngọc tím không phải là hút máu thì mình nghĩ là anh em lên đổi lên là 16% hút máu nha. Đó thì sẽ giúp rất là tốt trong cái kiểu như là vị tướng Ngao Y gần hết máu ấy thì chúng ta chơi không giờ biến về anh em. Đó, cứ chúng ta cứ chém mấy con lính thì là hồi full cây như mình thôi. Đó, trong cái trận này như mình thì những cái pha nào lên bảng đánh số thì lên thôi anh ạ. Chứ còn chả bao giờ phải biến về đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào đây và vét lốt những cái mạng còn lại của team bạn nhá. Rồi, phá trụ hay là nhây tên tí nữa nhỉ? Tôi nhây đi anh ạ, tại vì lâu lâu mới có dịp làm Ngao Y mà. Ui, toang ó. Và sau quãng thời gian nhây, đó, thành 16 phút rồi anh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ phải chơi chiến thuật đẩy lén thôi. Đó, và như mọi lần, nếu cách chơi, cách đánh thì mình sẽ nói luôn cách khắc chế vị tướng Ngao Y nhá. Đó, để khắc chế cách đầu tiên dễ nhất thì chúng ta auto ban vị tướng này rồi. Và cách thứ hai là trong khi chơi vị tướng Ngao Y này, ta muốn bắt được vị tướng Ngao Y thì chúng ta lên bắt vào cái thời điểm mà vị tướng Ngao Y nó gì nhỉ? Hết ulti. Đó thì bắt nó sẽ cực kỳ là dễ. Và thứ hai, hạn chế giao tranh ở những góc tường. Vì nếu giao tranh ở góc tường thì vị tướng Ngao Y rất là nhiều đất để nó chạy. Rồi, và bây giờ chúng ta cũng sẽ phá trụ để thắng luôn nhá. Và clip về vị tướng Ngao Y của mình ngày hôm nay đến đây là hết nha anh em. Nếu anh em nào thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra video tiếp theo nhé. Bye bye.